Rồi giờ mình bàn chúc Tết ra sao? Thì khoanh tay rồi hồi chúc Tết ông bà. Ôi xời ơi, sao mà nghe chán quá đi thôi. Mình sang lên mình như đi thi mít ren. Mình xoay hai cái, xong nhất chân mày. Hey, rồi thôi em đi làm màu gì không mà. Mình mặc đồ mono rồi xong mình uống eo nè. Chắc ông bà xem vui liền liền.